Với thông điệp Đà Nẵng thành phố đổi mới sáng tạo, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2023 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai 29 tháng 9 tại Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động khởi nghiệp của thành phố. SURF 2023 tổ chức với rất nhiều hoạt động được đầu tư về chiều sâu, trong đó có 3 hội thảo khoa học trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm xây dựng Đà Nẵng thành phố đổi mới sáng tạo, khởi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa, với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với đó là triển lãm về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 80 gian hàng tham gia trực tiếp tại ngày hội, ra mắt không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng Seoul, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, kết nối cung cầu sản phẩm doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động kết nối đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội. Về công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất kỹ thuật thì đã phối hợp với Trường Đại học Duy Tân để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngày hội. Về mặt nội dung thì cũng đã hoàn tất về công tác chuẩn bị. Các cái công tác về hậu cần, lễ tân hậu cần thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo cho sẵn sàng cho ngày hội. Ngoài ra, trong khuôn khổ SURF 2023 còn có triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng triển lãm thực tế ảo với khoảng 135 gian hàng và trao giải cho các dự án xuất sắc của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023. Dự kiến có ít nhất 10 dự án khởi nghiệp tiềm năng pitching tại ngày hội để kết nối với các nhà đầu tư, có ít nhất 5 giải pháp khoa học và công nghệ được trình bày giới thiệu kết nối cung cầu. Nhà trường đã chuẩn bị mọi cái điều kiện tốt nhất về mặt cơ sở vật chất để phục vụ cho cái ngày hội khởi nghiệp hôm nay, như là chuẩn bị về các cái cơ sở vật chất, về các cái hội trường để tổ chức các cái hội thảo khởi nghiệp. Dự kiến có 4 cái hội thảo có quy mô lớn với số lượng các cái diễn giả và các cái nhà đầu tư cũng như là các cái chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện để cho các cái chương trình hội thảo diễn ra tốt đẹp. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2023 quy tụ sự tham gia của các cơ quan, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm, các đối tác, nhà đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế và các bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kỳ vọng sẽ thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp ngày càng phát triển. Năm nay thì có cái điểm nổi bật là chúng tôi là ra mắt cái không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng Seoul, tại Đà Nẵng cũng như tại Seoul. Và đây là một cái điểm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp khi giao lưu kết nối và mời gọi đầu tư tại Hàn Quốc, cũng như là một cái nơi để cho các chuyên gia Hàn Quốc đến với Đà Nẵng hỗ trợ cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng. Thứ hai nữa là tại sự kiện thì một cái dung lượng rất là lớn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho các dự án khởi nghiệp để mà pitching tại ngày hội, mời gọi các cái nhà đầu tư để giới thiệu về các cái dự án của mình. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, sau 7 lần tổ chức, SURF đã trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút và kết nối đầu tư của các chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, các đối tác trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Không chỉ là nơi kết nối các thành tố mà còn hỗ trợ cho nhiều cá nhân khởi nghiệp phát triển lớn mạnh. Đến nay, Đà Nẵng đã phát triển 163 dự án khởi nghiệp, 61 doanh nghiệp khởi nghiệp. Thành phố đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho 27 lượt doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp Đà Nẵng có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ thành phố với mức hỗ trợ tối đa đến 700 triệu đồng một dự án.